nhắm mắt khóc rồi chị Xuyến. Bắt hai vợ chồng ngủ quá trời tức rồi. Tức cái gì vậy? Tại nó bỏ nhà hai chồng nó đi á. Dạy nó nói trời, trời ơi trời khóc. Nó tức mà đến khóc vậy đó hả? Nó chào bác ngọng nha. Con gái dạy nó nghe. Mẹ con có sự hiểu lầm gì không? Có gì đâu à, tại nó muốn đi chứ có hiểu lầm gì đâu. Ừ, mà chị nhớ nó hay gì? Nhớ nó. Rồi tự nó kệ nó đi rồi nó không có gì hâm luôn hả? Đi bữa nay nữa ngày thứ ba rồi. Hỏi con ở dưới được không con? Nó được. Cũng mướn nhà dưới rồi bán vé số dưới mà nó bán chậm hơn trên đây. Rồi tối là chị ngủ chị nhớ và chị buồn ha. Nhà có mấy mẹ con nó có ai đâu mà đi buồn nhớ muốn chết luôn. Rồi chưa đi. Có kịp mà xây cắt cái chỗ ở sao này cho nó tính cắt riêng biệt bên đây cho vợ chồng đó nè. Chị cũng tính sẵn lo sẵn hết rồi nha. Lo tính cho con đâu nó hết trơn rồi đó. Dạ. Rồi vậy làm cha làm mẹ cũng nặng lo cái vấn đề đó ha. Số phận của mình vậy rồi ha. Số phận của mình vậy thì mình chịu chứ mình biết làm sao giờ. Con thấy mà thấy giờ chị Thiến bên ngoài thấy chị cũng vui vẻ mà bên trong chị thấy chị chưa não nề quá hả chị? Nhà người đó nói biết em ơi. Nhà người mỗi cảnh mỗi quê mỗi người đều khác nhau, người nào giống người nào chứ. Thấy gì chứ cứ nằm đêm xuống một mình đó là buồn khóc hoài vậy. Mấy ngày nay nó có điện đài gì không? Nó có đi lên cái điện thì nó cũng điện nha, nó cũng điện. Nó hỏi dưới được rồi, nói là con ở đi chừng nào thấy không được hay gì á thì về đây mẹ tiền không có mày cũng đi mượn nợ mượn nặng về làm cho tụi con ở. Nó là làm ở sau này nè, chứ mở cái cánh cửa đằng trước đó cho vợ chồng nó. Nghe đằng trước nhỏ. Chơi đi Như. Mẹ đang buồn rồi. Mẹ đang buồn á, đi ăn trước đi. Để ngồi mẹ quạ mẹ quýnh về đó đi đi. Rồi nó đi về chị đâu có ăn uống gì được hả? Có ăn uống gì đâu. Sáng ăn miếng được chút xíu vậy đó rồi lo cho con đó rồi cái gì nhớ tới hai chồng đó. Mà đó cái giờ nó lớn rồi mình không có còn lo, chứ phải nó nhỏ như con mình thì mình phải lo. Vì gì nó cũng bự rồi nó cũng đỡ. Buồn thì có buồn nhưng mà suy nghĩ là phải như nó nhỏ như hai đứa nhỏ con mình thì mình mới giàu. Còn giờ nó lớn nó cũng tìm được cái cuộc sống của nó. Nó biết làm ăn rồi. Dạ. Chị nhớ là chị ra chỗ này chị nhớ đấy ha. Ở chỗ này là nhớ nó nè, mấy dài ba cái đồ ăn rồi quanh đây biết ăn quanh đây nè. Giờ qua đây nấu luôn đấy ha. Dạ. Nói chung là có nó ở nhà thì nó đi qua đi tới lui nó cũng vui nói chuyện nè. Dạ. Có nó thì nó nấu ngay với mẹ con rồi nó về nó cũng nói chuyện qua lại này kia nó cũng đỡ ra chút. Hủ hỉ trở vui ha. Dạ. Nó đi dội vàng quá mà mình chưa kịp làm gì trơn đi. Rồi bữa nó đi chị hay không? Hay, nó trong nhà mà sống ngay. Hay sống cần lôi nó lại. Lo gì đó ý, nó muốn đi mà lo. Giờ chị điện nó nghe máy không? Điện có lúc nghe lúc tắt nha. Kỳ không? Ừ. Còn dặn nó gì? Nó còn dặn nào rồi. Chắc có cái gì nó dặn với tự nhiên đương không đâu mà đòi xuống tới thơ ở. Sao đòi đi thành phố? Thành phố nữa. Trời ơi, nói chung đi ra nói mạnh thằng Vương cũng đừng có buồn nó khùng khùng. Nga nó cùng khùng hả? Ừ. Còn mẹ nó khủng khủng không? Nó nhà nó chung tưng 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 tưng. Bà gì cũng tưng 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 mà mẹ. Được nhiêu được có... Tội nghiệp chị Xuyến vui gì thiệt tình. Ba bà gì với bà mẹ là bốn người. Mà trong nhà tưng 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 hết ba bà rồi. Còn có một bà một là đàng hoàng ở dưới Bến Tre đó. Còn bà Sáu, bà Bình Dương về bà nó cũng tưng 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 hết đó. Cho nó con Nga nó cũng heo ngủ thật hai đứa thương nhau lắm bự. Thì nó thương nó lo cuộc sống được rồi mà cái nó ở đây quen ở đi mình nhớ nó vậy đó. Thôi giờ nó lớn rồi chị cứ để cho nó ra ngoài nó bơi đi. Dạ.
Dạ. Khi nào mà nó nhắm bề không ổn thì cho về. Dạ. Để có dự định xuống thăm nó không? Có. Coi coi biết chỗ ở nó, chỗ buôn bán nó thử rồi sao. Dạ. Sáng giờ khóc dữ quá chị xiết. Khóc gào với bây giờ nếu mà mình có tiền có vốn mình đãi tụi với số lần trước mình bán giống như nó gì đó. Gầu nữa phải chờ bữa hôm tao biết tao dành dụm lại giờ tao cũng có vốn tao làm ăn rồi đó. Mà không biết mình làm đây nữa sợ nó có quay về không, nếu nó quay về thì mình nhường chỗ nó lại cho nó. Chị phải hỏi nó coi. Nếu mà nó quay về á thì để cho nó bán. Nó về thì nó bán, rồi nó không về thì mình bán. Ừ. Nhà em mà có vốn làm tụi với số bán nha, chồng nghe vậy đó. Để trước đó mình ngồi mình bán. Được không anh Tăng, em tính gì được mình Tăng? Em biết được cái đó chị bán. Được không em? Còn vốn không? Vốn còn đâu, phải còn nhà mua đủ với số như hai chồng nghe gì đó rồi. Bị đông bán. Bị đan đâu hết rồi. Bán cho rồi. Biết ngay. Nhà mình ra tủ gì đó, mình ngồi mẹ to, mình ra ngoài ngồi mình bán. Hết vốn mày sao bán, mày chắc đi mượn nợ nữa rồi. Ổn không, tao tính cho kỹ cái giờ đỡ đi chưa. Bởi vì giờ trả phải có 3 triệu rưỡi trả cho bà đó, rồi mới hỏi lại được 5 triệu. Trời. Chỉ làm ăn ví dụ này còn hai bé anh chi rồi hai mà chăm. Trời ơi, vậy quá. Tại vì nhỏ nhỏ đó nữa mình đưa cho nó đi học. Còn đứa ở nhà cũng dễ. Tính sáng này tính kêu thích chị đi học nè, rồi cái ngủ quên. Bữa nay ngủ quên nè. Có cài đồng hồ giờ ghê mà đồng hồ giờ bữa nay mới học. Còn nhỏ lớn bỏ ở nhà. Ví dụ mà có bán vé số đó thì tính vậy đó. Cho nhỏ nhỏ đi học, nhỏ lớn ra dẫn ra ngoài ngồi bán vé số với mình luôn. Là mình để cái tủ ở trước như ngủ gì đó. Rồi nếu mà mình có vốn nữa thì có tay em lại lấy thì mình mở cho tay em. Ngày xí xíu sớm giờ nha, đổ que mắt hết rồi kìa. Khóc nãy giờ là buồn à, buồn. Chị xíu khóc hả, chị xíu khóc chuyện gì chị xíu? Khóc nhớ hai chồng hổ. Nhớ gửi nhiều không? Thằng gã thì nói chung bây ra nó khôn lanh quá đi, nhớ thì nhớ Nga, nhớ nhiều hơn ngủ. Còn ngủ thì nó lớn rồi nó khôn hơn Nga nhiều. Lo, nhớ lo nhớ. Con gái ha. Nhớ thì nhớ con ruột nhiều hơn, tại gã nó khôn lớn rồi. Còn Nga nó còn lùi thù, nó còn thờ. Thì lo là lo Nga. Mày thấy nó khờ không? Thả nay nhà mẹ mình mà không muốn ở, bắt đầu đi xa. Rồi đầu đi tới Thơ, đầu đi thành phố gì tùm lum mà nó còn phải. Thiệt rồi, nó đâu phải. Có được bình thường mình phải đâu. Ngày qua là em nghe nói gì nè, là hôm cái bữa mà chị có bầu gì đó. Cái đó chơi thôi, vẫn chơi. Rồi anh Tư ảnh ảnh nó này nó nọ làm sao đó. Đó. Rồi hủ nó buồn. Nó cũng có cái nguyên do. Thì nó chơi mình giỡn chơi vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Mà nói chung nguyên ra anh Tư giờ anh cũng đâu lại gì của mình đâu, đâu phải chồng mình đâu. Đó thì từ cái chỗ đó đó, hổng nó buồn. Chồng phải có trách nhiệm, mấy ngày Tư, mấy ngày Tết. Rồi cái này cái kia rồi mới có trách nhiệm. Tết nhất là cũng phải lo trong nhà, ngồi ăn uống chung gia đình này kia. Còn này là lo bất hoa không à. Đó giờ chị có tình khóc gì không? Nó la cũng có khóc hoài em ơi. Khóc thầm hoài hả? Khóc mà ít ai gặp mình khóc lắm. Hôm nay mới thấy được khóc thôi ha. Dạ. Rồi mất cái gì khóc tự nhiên? Khóc âm thầm một mình vậy đó, không bao giờ ai biết mình khóc luôn. Thì ra đây bẻ bông làm gì vậy? Bẻ bông này có chút bỏ nè, đặng lấy bông mới cúng nè. Đấy, bên ngoài nhìn chị ha, cá tính ha. Dạ. Trong chị cũng âu sầu ha. Hôm nay thấy chị được nước mắt của chị á. Lâu lắm mà không thấy nước mắt của chị. Dạ. Lúc nào thấy chị cũng vui vui thôi. Hôm nay mới thấy được. Rồi chị. Dạ.